Đây là con kỳ tôm lớn nhất mà mình từng nuôi. Biệt danh của nó là Chị Đại. Một con kỳ tôm cái trưởng thành. Siêu đẹp và không tật lỗi. Với chiều dài 85 cm thì con này có lẽ là cũng phá kỷ lục về kích thước của giống cái kỳ tôm. Thường thì con cái kỳ tôm nó nhỏ hơn con đực rất là nhiều. Kiếm một con đực 8x còn khó, nói gì là một con cái. Và hôm nay thì mình sẽ làm gì? Cho nó ăn. Vâng, như các bạn thấy đấy, thì đây là một con nhái. Nuôi nó mãi nó chán, uống thì chán quá. Thôi, mày không ăn thì tao lấy mày làm đồ ăn. Con này là nhảy rất là cao và có thể bám được lên tường nha các bạn. Nào, ăn đi còn thăm dò gì nữa. Một màn chào hỏi khá là nhẹ nhàng. Ăn đi ạ. Xấu hổ gì nữa. Ấy, ui ui, chạy rồi. Đi vào. Ui. Con này thật là kem tắm. À, để trên tay cho mày ăn đây. Các bạn đang xem phim kinh dị. Ôi, tôi cũng giật mình luôn các bạn ạ. Có lẽ video này không nên được phát tán rộng rãi đâu. Kiểu nó đánh sập cái channel của mình mất. Mình không dám nói mình là cốm nữa, chết mẹ rồi, nói nhầm rồi. Lỡ mồm. Thôi rồi sao thì các bạn cũng đã biết. Ok, mình là Phong đến từ Cùng Channel nhá. Và con nhái vừa rồi đã kêu lên một vài tiếng thảm thiết, sau đó đã nằm gọn trong bụng cái con dã man này. Luôn trong tình trạng đe dọa, phòng vệ, cảnh giác, cao độ. Con này thì mình nuôi được một tuần mà bây giờ thì nó đang khá là kiểu đầm thắm một tí rồi đấy. Hôm đầu về là nó há mồm chạy nhảy dọa cắn thôi, chứ con này nó cũng không muốn cắn mình đâu đấy. Bây giờ thì có vẻ ngoan ngoãn rồi, làm con nhái ấm bụng quá gì đấy. Hay ăn chồng lớn nhé, thì tao cho mày một con Pac-Man. Để thuần hóa một con kỳ tôm hoang dã thì không phải là dễ đâu. Nhất là cái con dữ như chó đẻ này. Ok, video cũng đã dài rồi. Cũng chỉ cùng xoay quanh việc là con kỳ tôm ăn con nhái thôi mà. Thôi, thế là mình mất con nhái đẹp rồi. Nào, cùng ngắm. Ui, ăn xong chạy. Chạy đâu? Thôi mình đi bắt nó đây.